Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì em sưu tầm về một số cái bơm rất là đẹp nha, còn mới nguyên luôn. Bơm ô tô luôn này, dao rìu đủ loại nha, combo dao. Đây thì có một số đồ ví da, bóp da, đồng hồ. Để các bác về nick các bà chị gái với đây. Mua nhiều đồ nghề rồi, giờ thì mua các chị em một số món nha. Rồi đi nhanh vào từng món nha. Ở đây mã M1, M1 cái bơm dậm chân hai bình nha, hai bình. Nhìn cái trục của nó thấy nó chất lượng rồi, rất là lớn luôn. Bơm còn căng hơi nha, vòi đầy đủ, đồng hồ còn chạy nhé. Rất là nặng. Đó, đồng hồ còn chạy này. Bơm này bơm ô tô được luôn, mở ra nó xì, rất là đẹp luôn. Phần dưới này chưa hề bị trơn hay bị lỏng gì nha. Đó. Còn nguyên vẹn, tem mác đầy đủ nha bác. Bơm dậm chân mã số M1 450k, bơm khủng luôn. Đây rợ còn nguyên. Mã số E2, một chiếc bơm, bơm có bầu hơi nha, còn rất là mới luôn, tem mác còn đầy đủ. Dây hai lớp nha, dây hai lớp tránh bị đứt này, vòi nó có ba vòi phụ luôn này. Mã số E2 250k. Rất là nhẹ nha, hơi ra còn đẹp. Mã số E3 cũng một chiếc bơm có bầu hơi, còn rất mới luôn, mắt còn đầy đủ, dây cũng hai lớp luôn, dây còn rất đẹp nha. Bơm này nó rất là nhẹ. Rồi này bơm xe máy được nha các bác, bơm xe máy ok. Rồi mã số E3 250k luôn. Mã số E4, một hộp lập lại. Thì bác nào nhằm nhôm kính hoặc là cửa gỗ, tủ gỗ nhỏ mình xài cũng được. Được này, cái này một hộp của nó là 100 cái nhé, 100 cái tương đương với khoảng là tầm 25 cặp, 50 cặp, có vít đồng hoa. Một hộp như thế này, mã số E4, 190k, hàng bãi nha các bác. Mã số E5, đây một chiếc kìm, chiếc kìm chết nhá, kìm chết. Đấy, nhìn nó hơi xỉn màu thế này thôi, nhưng mà nó rất là chất lượng nha, cứng luôn. Này người ta dùng kẹp hàn, nó hơi cái mỏ nó hơi sứt một chút, lăng lợi còn nguyên nha các bác, đi cũ nhưng mà lăng lợi còn nguyên. Chưa hề bị gì. Kakuta Tokyo. Lâu 10 năm, số hiệu đồng hoàn, còn rất là đẹp nha. Chiều dài của nó là 20 cm. Mã số E5 200k. Mã số E6, chiếc kéo cắt cành đúc, kéo cắt cành đúc còn rất là khít nha, lưỡi còn sắc bén, rất là sắc luôn.
chiều dài của con này 19 cm, 18,5 cm thôi. Mã số S6 250k, mã số S7 chiếc kéo kéo bướm đây có chữ này, loại này gọi kéo chữ đại đúc nha, rất dày luôn. Con này chiều dài của nó 19,5 cm, ốc này có thể xoáy ra để mình mài lưỡi được nha, không phải là ốc ốc tán nha, lưỡi nó hơi răng một chút nha, còn rất là khít. Về các bác tháo ra mình mài lại thôi. Rồi đây em không dám mài nha, các bác có tay nghề chuyên môn thì mình mài nó chuẩn nha. Rồi một cái như thế này, mã số E7 140k, loại kéo này rất là ít gặp nha. Mã số E8 chiếc kéo bướm còn rất là mới luôn, nhưng chưa xài, răng lợi còn nguyên nha, rất là khít. Đây có mộc này, chiều dài của nó là 18,5 cm, mã số E8 120k. Mã số E9 cây kéo cắt canh đúc, lưỡi cũng còn rất là khít nha. Chiều dài của nó 20 cm, dài luôn, lưỡi không hề bị gam mẻ nha, còn nguyên. Mã số E9 240k. Lò xo này thì cái ốc này vặn hơi chặt, về các bác có thể cho thêm dầu mỡ vào hơi vít nha. Mã số E10 một combo, cái giang nhổ đinh này nhỏ, dài 7 năm, 260, chữ V còn nguyên nha. Chiếc tìm mà kẹp ống đồng này, Đài Loan nha, còn rất là đẹp. Cặp cờ lê 17-19, lê 17-19 cái này đầu đa năng, mở đầu tròn này không biết mở cái gì. Đầu này một đầu 10, đầu 19, 13-19, rất là cứng nhá, siêu dày luôn. Đây nó còn có răng nữa này. Một bộ như này, mã số E10 220k. E11 một bộ đục rất đẹp luôn, 5 cây, đầu còn nguyên nhé, cây này gần chưa xài luôn. Cây 2 phân, cây 9 ly, cây 1,5 phân, một cây 3 phân, cây này 2 phân, 2 phân siêu dày nhé, phần này có dày khoảng hơn 1 phân nha, hơn 1 phân luôn. Này đục được cả sắt non luôn nha các bác, đinh nào mềm mềm này đục hết nha. Rồi một bộ đục như thế này, mã số E11 280k. Mã số E12 một cặp tô vít đóng hàng Kabushi nha, dài luôn. Đây, dài 36 cm, còn chiều dài 30 cm. Đây, đầu lớn nhá, đầu PH3. Một con đầu
bốn cạnh, còn là đầu dẹt, đầu tích từ luôn, đầu tích từ luôn. Một số cái ốc nào nó cứng thì mình có thể sử dụng cái này đóng cho nó ra. Một cặp như thế này, mã số E12, 150k. Mã số E13, dao rừng, mài một mặt nha, bóng đẹp luôn, như là mới nha, cả nó còn chắc chắn, khâu còn nguyên nha, khá dài, chiều dài 21,5 cm, bản của nó 4 phân, bốn phân, đây có mộc này, chữ đất hoa lá luôn, khá mới, đầu này chưa hề bị đập tè nha các bác. Mã số E13, 290k. Để mình mài lại thôi. E14, kìm cộng lực, size 350, cắt cáp 6mm. Này thực ra thì mình cắt cáp 7-8mm cũng được thôi. Răng nợ chưa hề bị gì. Cái đầu này của nó thì bị sứt nha. Sứt này chắc không phải là do cắt đâu. Ta làm kiểu gì mà nó bị sứt với đầu này thôi, nó không ảnh hưởng nha các bác. Hình trong này của nó còn nguyên. Mã số E14, 200k. E15, cái xẻng gấp, vừa cuốc vừa xẻng được. Làm cuốc ra làm xẻ, chiều dài của nó 20 cm, ngang 15 cm, có cưa luôn này, mình đi phượt đi rừng có thể mình dùng cưa được, khá là dày nhá, chắc chắn đầu này cũng có thể gấp vào được luôn nhá, gọn. Mã số E15, 190k. Mã số E16, cái cặp lồng bộ đội còn khá đẹp nha, trong này còn bóng nguyên này. Cái này mình nào đi vật gì thì mình cũng có thể mang đi nấu nướng được nha, đựng đồ ăn. Cặp đồng nhôm nhé, đồng nhôm này thì nắp của nó hơi bị móp một chút thôi, nó không ảnh hưởng nha bác. Dao lưu 70k. Mã số E17, rìu tai voi còn khá là ok luôn, vuông thành sắc cạnh nha, rìu 3 lớp thép, muốn sáng hơn thì mình đánh lại một chút, chiều dài 11 cm, lưỡi chiều đứng 11 cm luôn, 1,5. Mã số E17, 260k. Giáp cán đẹp là ok rồi. Mã số E18, có một con rìu tai voi 3 lớp thép luôn, chiều dài 11 cm, chiều 11 luôn, bản còn rất là rộng nha, ráp cán thôi, gọt đẽo cũng được, chặt cũng được, sắc. Mã số E18, 260k. E19, rìu này đúc nguyên khối nha, đúc nguyên khối luôn, rất là sắc luôn, sáng bóng, nhỏ gọn thôi, đấy mình xài gọt đẽo vô tư rồi, tầm 400g nhé, 400g, chiều 10,5 cm, một chiều 10,5 luôn, vuông vắn nha. Mã số E19, 250k. E20, một bộ và một chiếc bình bông nhỏ mini đồng đồng, chiều dài 9 cm, cao 9 cm, và hai chiếc chuông đồng nhỏ,
Đường kính của nó là 7 ly à 7 phân. Đó. Kêu rất là thanh nha. Rồi, một bộ như này, mã số E20 260k. Ba món nha. E21 bấm lỗ gen ly. Này còn nguyên nha, chưa có bị sứt mẻ cái răng này, còn mới nguyên luôn. Đầy đủ các lỗ nha, size lớn nhỏ đủ loại. Cán inox luôn, không gì. Mã số E21 80k. E22 phôi da titan. Còn nữa ra. Còn số cá nữa. Chiều dài của nó 17 cm. Bản 8 phân. Dày 2 ly nha, dày 2 ly. Rất là đẹp nha. Về mình ráp cán nó xài vô tư rồi. Hạ lưỡi sẵn rồi. Về mình chỉ mài bén thôi. Thực ra như thế này là bén sẵn rồi. Mài sơ đi là được. Sải này nó độ bén của nó rất là lâu nha, giữ bén lâu, rất ít khi phải mài. Mã số E22 150k. Bạn nào muốn cán đẹp thì mình chế cho một cán đẹp một chút. Mã số E23 một combo, một cái niếc dao nha, niếc dao. Mình xài nhiều khi thì dao nó hơi yếu một chút thì mình có thể gãi nhanh. Đó. Sắc luôn. Niếc dao, một chiếc kéo bếp. Đó. Có đầu kẹp càng cua luôn này. Đấy, cắt thịt thà, rau củ quả đều được nha. Đó. Kẹp không gì. Rồi một bộ như này. Mã số E23 100k. Mã số E24 Nagiri 3 lớp thép. Nõi thép không gì nha. Nõi thép không gì. Rất là sắc. Nó không có bị ố han gì. Giá trong gia đình rất là hợp lý luôn. Chiều giá này 16 cm. Bản 4/2. Để mài sơ thì sắc bén rồi. Mà này cực sắc luôn. Cán gỗ 2 chốt. Mã số E24 190k. Mã số E25 một cặp phôi dao thép xanh. Còn sót lại hai cây trong nhà nha các bác. Này thì hết hàng rồi. Giờ kiếm cũng không ra đâu. Cái này thì nó bị dập cái mũi rồi nha. Dập mũi rồi. Thì mình về có thể mình cắt chế nó lại nó vuông. Thì nó vừa đảm bảo an toàn, vừa có thẩm mỹ đẹp. Cũng khá dày. Một con dày 3,5 ly, một con dày 2,5 ly. Chiều bản nó là 6,5 phân. Đây, bản 7 phân. Dài đây là đoạn gãy là 20 cm. Dài 20,5 cm. Một cặp như thế này. Mã số E25 240k. Về bác chế cháo nha. Mã số E26 dao cái cút dài 30 cm, bản 4,5 phân, dày 3 ly nha, dày 3 ly. Cái cút này in da ban. Con này thì về chém chuối hoặc là bổ mít thì hợp lý rồi. Rất là sắc nhá. Thằng cái cút thì khá là sắc, cán nhựa. Dài. Thép không gì. Mã số E26 260k. Một cây nha các bác. Mã số E27 một con dao vân búa. Cán gỗ rất đẹp nha. Đẹp đen đây. Dày 2,5 cm.
rất là sắc nha. Này mình có thể thái hoặc là băm đồ được nha. Thì ví bỏ ra chặt gà cũng được, cầm khá là đầm tay. Chiều dài của nó 17,5 cm, bản 6 phân 8, mã số E27, 250k. Đá mài cô đô. Viên này độ mịn của nó 1.000-6.000 nhá, hàng Đài Loan nhá các bác. Rất là mịn luôn, mài không có bị hao đá mà cũng khá là ăn thép luôn. Độ mịn nó cao nên mình ngâm nước 5 đến 10 phút trước khi sử dụng nha. Thì mình mài sẽ dễ hơn. Còn bác nào mà để nó khô thì mài sẽ hơi trơ. Mài dao trong gia đình khá hợp lý luôn. Nó mịn dao không có bị xước. Rất là sắc, mài mấy dòng dao Nhật là cực chuẩn luôn. Rồi. Một viên như thế này 180k. Mã số E28. Một bộ combo 4 cây, à, 4 cây dao. Này một chiếc phôi Nakiri. Dài 19 cm, bản 5 phân rưỡi, khá rộng, khá cứng cáp nha. Con dao thép không gỉ, cán gỗ. Cán gỗ nha. Chiều dài của nó 15,5 cm, bản 4 phân. Khá là sắc bén nhá, về mình mài sơ lại là được. Một con này chiều dài của nó 16 cm. Bản 4 phân. Cán nhựa nhá, cán nhựa. Con khá đẹp luôn. Con sashimi. Thép không gỉ. Chiều dài 20,5 cm. Bản 3 phân. Một bộ như thế này. Mã số E28, 220k. E29 cũng một bộ combo 4 cây. Chưa vệ sinh nha, về các vệ sinh mài rũa lại nha. Một con dao gọt trái cây này, cắt bánh mì. Răng cưa này cũng rất là sắc nha, khá đẹp luôn. Có vỏ. Một con dao nhỏ gọt trái cây. Con dao thái mài một mặt nhé, con này mài một mặt. Giống dạng đề ba mỏng. Chiều dài 15,5 cm, bản 4 phân rưỡi, cán nhựa. Còn khá ok luôn. SP 2000. Con sashimi dài 20,5 cm, bản 3 phân. Cũng còn khá ok luôn. Một bộ như này, mã số E29, 200k. E30, một bộ 4 cây. Dao thái còn rất mới luôn, rất sắc nha. Con này thì không phải mài lại gì rồi, vậy xài thôi. Chiều dài 15,5 cm, bản 4 phân. Cán nó rất đẹp luôn. Dao gọt hoa quả nhỏ rất sắc luôn. Một con dao không gì, còn lỗ chống dính nhá, lỗ chống dính. Chiều dài 16 cm, bản 4 phân rưỡi, Galaxy. Còn rất đẹp luôn. Con dao nhỏ, dao này dao đứt một hình người này, nạc vào đây. Chiều dài của nó 15 cm, bản 3 phân rưỡi. Rồi, một bộ như này, mã số E30, 200k. E31, một bộ dao nhỏ có trái cây, cắt bánh mì đủ loại, các bác sưu tầm nha. Yutaka rất mới luôn.
dao có lỗ chống dính này, Galaxy còn rất đẹp nhé. Một chiếc dao cắt bánh mì này, cán gỗ 3 chốt rất đẹp luôn. Một con dao nhỏ cai này, rất đẹp nha. Đây lưỡi nó còn nguyên này. Lưỡi này nó hơi răng cưa một chút, cưa nhỏ thôi, mình thái cũng được, gọt cũng được. Chiếc dao gọt trái cây hình lưỡi phú sĩ này, và cái này có check mark nha, cán gỗ 2 chốt đồng, rồi một bộ 6 cây như này, rất đẹp luôn. Mã E31 240k. Ly giữ nhiệt về mẫu có nắp nha, mình có thể cắm ống hút này. 3 lớp nha, rất dày luôn. Cà phê đựng nước ngọt để trên ô tô không có bị đổ. Quái sạch luôn. Khá đẹp nha. Này có thể giữ nhiệt lên tới 355 ml. Để trên ô tô rất hợp lý nha. Rồi một chiếc ly như thế này 100k. 100k một cái nha. Đèn Tajima. Đây thì trước em có giới thiệu một số mẫu đèn như này rồi. Mẫu này sáng tỏa nha. Độ sáng của nó 150 lumia. Xài 3 cục pin. Xài 2 cục pin nhé, cái pin nó trong này có sẵn pin luôn rồi. Rất là sáng nhé, sáng là sáng tỏa. Nắp vào trong thân đèn luôn. Bác nào mà chưa hiểu cách nắp pin hoặc là test thì mình có thể qua lại video cũ. Nay thì đang xả với giá là 200k. 200k một chiếc nhé, đèn pin Tajima. Độ sáng 150. Đèn độ sáng 70 lumia. Đèn nhỏ nhá, có một pin tiểu ở trong thân đèn. Một pin tiểu trong thân đèn. Rất là sáng luôn. Có 3 mức sáng. Sáng của nó này. 70, 25, 5. Mình có thể là độ sáng cao nhất của nó xài đến 7 giờ một cục pin. Tầm xa của nó 70 m. Đấy, bác nào đi câu đi đồ thì mình có thể sử dụng rất hợp lý luôn. Mức sáng nhỏ nhất thì mờ mờ, mình coi pha cũng được. Lúc nào bắt được cá thì mình xài mức sáng cao. Đó. Rất là nhẹ luôn, đeo vào đầu gần như là không đeo luôn, rất thoải mái. Rồi một chiếc đèn như này 190k. 70 lumia, 190k. Đèn USB. Cái này thì em cũng giới thiệu một số video trước rồi. Này mình có thể cắm sạc. Sạc qua cục sạc điện thoại nha. Đây là có dây này. The Bluetooth device is ready to pair. Vừa có thể làm trang trí trong nhà. Lúc nào ăn nhậu thì mình bỏ ra. Hát hò. Đấy. Có thể nghe nhạc nha. Mình cắm USB hoặc là kết nối Bluetooth với điện thoại. Mình có thể nghe nhạc được. Đây là con loa này. Loa này thì còn nó thì loa nhỏ thôi. Mình nghe vừa phải. Bác nào mà muốn nghe to hơn thì mình có thể nối dây ra. Loa lớn. Vừa nghe nhạc, vừa trang trí. Rất là hợp lý luôn. Rồi một chiếc đèn như thế này 250k. Đèn USB 250k.
Đây về một số mẫu ví da bóp da. Các bác nhé, tặng cho chị em phụ nữ. Hàng thanh lý nhé, thanh lý siêu thị Nhật. Tem mác còn nguyên nhé, nguyên vỏ hộp luôn. Chiếc bóp nhung. Còn rất là đẹp nhé, chưa qua sử dụng gì đâu. Có 3 ngăn này. Cái ngăn này để đựng giấy tờ, hồ sơ. 4 ngăn luôn. Ngoài này thì đựng thẻ ngân hàng, đầy đủ các loại nha. Ngoài này cũng 4 ngăn. Cầm tay thôi. Rất là đẹp nha. Đấy, chiều ngang của nó là 21,5 cm. Chiều này 11,5 cm. Nhỏ gọn. Cầm tay nha. Rồi, một cái bóp như này, mã số E32, 250k. E33. Một cái túi sách. Túi sách màu đen, sách da màu đen, đẹp luôn. Kiểu dạng khá ok. Đồ trang điểm hoặc là đồ dùng cá nhân. Trong này thì nó có mấy ngăn nào? Có 2 ngăn nhé. 2 ngăn. Ngăn này đựng điện thoại hoặc là đựng giấy tờ, thẻ ngân hàng. Ngăn ngoài lớn này đựng đồ dùng. Còn rất đẹp nha. Dây này là dây rời. Dây này là dạng dây cột nha. Mình cột kiểu. Với nguyên luôn. Này mã số E33, 250k luôn. Bình thường mình mua đồ Nhật bãi về thì cháu vợ cháu con à, sau khi mua đồ Nhật bãi về thì chị em kêu thì anh muốn mua bao nhiêu anh mua à, các bạn sắm sửa cho chị em một chút à, ok rồi. Mã số E34 cũng một chiếc đồng hồ này, đồng hồ Citizen nha, còn chạy nguyên. Này nhỏ khá đẹp luôn. Japan Mod. Mã số E34, 190k. Dây cũng còn đẹp nha. Mã số E35. Chiếc đồng hồ. Khung vàng đây. Japan. Má còn nguyên. Cái dây này thì nó bị hơi xấu rồi, mình có thể thay dây da đẹp hơn. Thay pin nha. Này thì em chỉ có thay pin. Này mã số E35, 100k. Đấy các bác thay pin, thay dây sử dụng. Mã số E36 cũng một chiếc đồng hồ nhỏ. Của nữ nha. Còn chạy nguyên này. Kim dạ quang. Dây này cũng còn ok, bác nào muốn dây đẹp hơn thì mình thay lại dây nha. Này mã số E36, 100k luôn. Cái mặt thì nó hơi xước xước một chút nha. Mã số E37. Một chiếc
túi sách. Túi sách này túi sách nhung nha. Đó. Còn nó mới luôn. Trong này thì nó có một ngăn thôi. Ngăn duy nhất thôi. Túi nhung. Rất là dày nha, dày dặn. Khá đẹp nha, kiểu dáng khá đẹp. Dày khá dài. Một túi như thế này. Mã số E37. 250k thôi. E37 250k. Thương hiệu Đồng Hoàng, tem mác đầy đủ nha. Nguyên hộp luôn. Mã số E38. Chữ dao dao Đức một hình người. Dao Đức một hình người. Còn rất là mới nha, cán còn đẹp. Này chiều dài của nó là 18 cm. Bản là 4 phân rưỡi. Khá dài luôn. Cán Đức thì thường nó làm trên 17 cm cả. Rất sắc nha. Này về không cần mài rũa gì đâu. Mã số E38 170k. E39 dao đi rừng. Còn khá đẹp luôn. Cán còn chắc chắn nha. Mài một mặt. Đây có chữ này. Hai mặt chữ luôn. Nhiều. Còn cái chiều dài của nó là 19 cm. Gần 19 cm. Rất dài. Bản trong này 4 phân. Ngoài này 5 phân. Dày 7,5 nha. Mã số E39 280k. E40. Dao gần dạng dao thật thuốc thái rau củ quả vậy đó. Hai cái tay cầm này, tay cầm bên này thì mất rồi. Bạn nào muốn chế nào thành dao thái thịt thì mình có thể cắt phần bên này đi. Carbon khâu đồng luôn này. Rất đẹp nha. Chiều dài của nó lưỡi này là 21 cm. Bản 5 phân. Giữa này 6 phân. Này mã số E40 190k. E41 kéo cắt vải, này có chữ này. Khâu đồng, chốt đồng, có thể tháo ra mài giũa. Mũi này thì người ta làm mũi bằng nha, mũi nhọn. Lưỡi chưa hề bị ga mẻ gì. Còn rất là sắc nha. Rồi, hết vòng tay cắt rồi. Đó, sắc luôn. Mã số E41 60k. Dao lưu thôi. Sót lại cây trong nhà. Mã số E42. Chữ cúc chim nhỏ. Này tổng chiều dài của nó 27 cm. Bản 5 phân. Đúc nguyên khối nhé. Đúc nguyên khối. Đắp cán vào. Tem mác còn nguyên này. Để lâu thì hơi ố thôi. Cuốc cốc cây, rễ cây trong vườn nhà. Làm bonsai nhỏ rất hợp lý luôn. Gọn nhẹ. Mã số E42 150k. E43 một cặp chiếc câu liềm, chiếc liềm trơn. Đấy, có hình con nhện hay con gì đây. Một chữ này rất là đẹp nha. Cán còn chắc chắn. Một chiếc liềm lớn hơn. Này chiều dài 24 cm. Chiều đứng này 14 cm. Đây có chữ luôn này. Về lắp cán và xài thôi. Một cặp như thế này. Mã số E43 200k. Hôm nay dày 5 ly. E44. Chiếc xẻng nhỏ để xúc, xới hoặc là đánh rễ bonsai đều được nha. Khâu rất chắc chắn luôn. Cán gỗ còn đẹp nguyên. Chiều dài của nó 10 cm. Mặt lưỡi này 7 cm. Mã số E44 120k. Kéo cắt cành trên cao. Lưỡi khá dày.
Đấy, dày 4 ly nha, rất là khít. Cán gỗ này nó làm típ luôn này, giữ cho nó chắc cứng. Cáp luôn, cắt cành to ok luôn. Chiều dài tổng của nó là 65 cm, còn rất là đẹp nhá, lưỡi chưa hề bị ga mẻ gì. Mã số E45 220K.